Theo thống kê 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đạt trên 821 triệu franc Thụy Sĩ, tăng 17,15% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, cùng với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã được ký kết, thương mại đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung và Thụy Sĩ nói riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Pamelin, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở EVFTA đã được ký kết, Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 17 nhằm thống nhất một số nội dung để ký kết FTA song phương. Thụy Sĩ là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ ba tại Việt Nam với tổng vốn FDI đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó giai đoạn 2017-2020, chính phủ Thụy Sĩ cam kết viện trợ 90 triệu franc vốn ODA cho Việt Nam. Với quan hệ truyền thống tốt đẹp, nhiều điểm tương đồng về phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế thương mại, Việt Nam Thụy Sĩ sẽ có nhiều điều kiện để phát triển.